ra mắt chị hai em là chị hai ưng ấy, nhưng mà đến về nhà là anh phải nói chung là dùng trăm phương ngàn kế, nói chung là anh phải họp bàn với em trước. Trời ơi, em vợ dễ thương vậy sao. Dễ thương quá. Mời bạn Nam. À, mời em gái giới thiệu về mình trước. Dạ, lần đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và đặc biệt là các bạn khán giả với một nửa bên kia nha. Em tên là Mỹ Phượng, em 26 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Phượng đang làm việc gì Phượng? Dạ, em đang làm kế toán văn phòng ạ, ở Nhân Trạch, Đồng Nai chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đồng Văn Tân. Hôm nay em 26 tuổi. Quê em ở Hải Dương và hiện tại em đang công tác ở đơn vị ở Xuân Đồng, Đồng Nai. Công việc cụ thể của em là gì em? Hiện giờ em đang là trợ lý quân khí. Em là quản lý về vũ khí đạn của trung đoàn. Có bom không? Bom? Không, đơn vị... Bên đây bạn gái sợ rồi kìa. Đơn vị em bộ binh thì đạn loại nhỏ đấy. Đạn nhỏ thì chứ nổ vừa vừa đúng không? Dạ, dạ. Anh ơi, bữa nào anh cho em xem cái hình viên đạn đối xem cho anh nha. Ừ, cái đấy thì bình thường bạn ơi, đạn thì mình quản lý cả một kho rất là nhiều. Ồ vậy hả anh? Em cảm nhận như thế nào nếu mà bạn trai làm trong quân đội? À, thực sự em nói thật là em rất là thích các anh mà bên quân đội cũng như công an, an ninh. Thực sự là vậy. Tự nhiên nó nhìn vô anh, mấy anh tự nhiên mình cảm thấy mình được bảo vệ vậy đó. À, anh ơi, anh có biết võ không anh nhờ? Cũng không biết nhiều, biết được chút ít thôi bạn ơi. Anh có súng còn gì võ em. Vậy là bảo vệ em được rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Có thể là em thì một phần là thiên về truyền thống và hiện đại. Truyền thống thì ở đây thì em vẫn giữ những cái nề nếp của gia đình của mình. Phụ nữ thì em muốn là mình hoàn thiện hơn về cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Còn hiện đại thì tất nhiên em vẫn theo những cái chủ nghĩa giống như là tự do, bình đẳng nam nữ. Nhược điểm em tự nhận em là một người rất là khó tính và sống theo cái khuôn khổ của mình. Chẳng hạn em không bao giờ mặc những cái bộ cánh nó sexy đi ra ngoài chẳng hạn ha. Trong gia đình thì em vẫn bắt em gái em phải theo nề nếp. Ví dụ ăn cơm là phải mời em. Ví dụ em gái mà không mời em, mời mẹ ăn cơm mà dám ăn cơm trước là thế nào cũng bị phạt. Sau khi nghe cô gái thì chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của mình thì em cảm thấy như thế nào? Thực sự những cái vấn đề đấy nó không phải nó có gì cái nó quá đáng quá. Cái thế mạnh, thế yếu của em là thế nào? Em mình cũng biết chơi thể thao. Tính thì cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ gần với mọi người. Có một số người khi mà mới gặp em thì nhận xét là thấy ghét em á. Sau khi họ tiếp xúc 1-2-3 lần ấy, thì họ lại nghĩ ngược lại. Ủa sao có gì ghét nhỉ? Em không biết được. Hay mặt em ngầu quá đúng không? Mặt em ra ngoài đường nhận xét em 30 tuổi rồi. Bị già trước tuổi đó hả? Dạ, dạ. Điểm yếu em là gì? Bạn gái có thích con trai hút thuốc không? Dạ không. Đó. Thực sự em có hút thuốc. Nghe cái từ muốn bỏ thuốc liền. Dạ không. Anh ơi, anh cho em hỏi xíu, một ngày anh hút mấy gói thuốc á? 5-6 điếu bạn ơi. Anh có thể bỏ thuốc được không? Nếu mà sau này mình tiến tới, mình có tình cảm tiến tới với nhau được thì nhất trí là mình sẽ nghe theo lời của bạn. Dạ, anh hứa đó nha. Hứa thôi em ơi, chị cũng nhiều người hứa vậy lắm rồi, không ai làm, càng ngày hút nhiều hơn. Rồi, em sẽ bày anh cách bỏ thuốc nhé. Còn cái gì nữa không nè, mẫu người đâu ngoài cái hút thuốc đó ra. Anh Linh kiểm tra giúp em nha, anh đó tóc đừng có kiểu cách bây giờ á, mấy bạn nam hay bây giờ hay sợ sợ cái này nè, là không thích, tóc là giống như kiểu anh Quỳnh Linh thôi. Em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ. À, cao 1m78. À rồi ok. Em thích các bạn em phải đen đen một tí, cao và tròn tròn. Thường thường cao là ốm. Mình cao 1m78 mà nặng 82kg là có mập không bạn? À được, như vậy là được. Ok, nãy giờ đưa ra ok hết rồi đó. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ có thuốc là chưa ok thôi. Còn về tính cách là một người biết tôn trọng lời nói. Tức là trước khi nói ra cái gì thì mình phải suy nghĩ. Yên tâm, quân đội mấy cái này là nó chắc lắm em. Phát ngôn là phải xin ý kiến đàng hoàng. Vậy là ok rồi, em chỉ cần như vậy thôi. Vậy à, đúng không? Dạ. Còn bạn trai, bạn yêu cầu gì bên đàn gái, nói xem bên kia có đáp ứng được không? Như lúc đầu Phượng ra có chia sẻ thì là Phượng là một con, là một người theo cái trường phái là truyền thống ấy, thì là em cũng rất là thích. Nếu mà cao được từ 1m57 trở lên thì tốt.
57 trở lên. Bao nhiêu bạn ơi? Bạn cao mét bao nhiêu? Dạ cái này em nghĩ là em làm được. Tại vì ví dụ như em lùn thì em có thể mang giày cao gót. Được, không xem. Về tính cách thì là dễ gần, hiền. Còn về công việc thì là như Phượng chia sẻ là em cảm thấy là tốt rồi. Được. Rồi, có cái điều gì mà bạn không thích, không thích ở người bạn gái nữa không? Em không thích là có hình xăm. Xăm có chút xíu rồi, xăm trái tim ngay đây nè. Không, nếu mà xăm đó lộ quá đây. À, có nghĩa là xăm mà một mình em thấy thì được. Mà nếu lộ ra ngoài người khác thấy thì không được. Nhìn mà quíu quíu tay chân dữ vậy. Trời ơi, xè bằng tay ra coi. Rồi cái móng cái đó để chi dài vậy? Đó, có tí à. Để khều khều mấy cái chốt lựu đạn đó. Mình có cái tật xấu gì nãy giờ mình chưa khai ra không? Có nhậu không? À, có, nhậu có. Ủa nãy em không có hỏi vụ nhậu, vậy là em chịu nhậu hả? Nhậu ở cái mức độ nào anh? Cái xích nhậu là mấy chai xỉn? 8 chai thôi. Đó, thuốc thì 4 điếu, nhậu là 8 chai. Ok, khi nào đi nhậu thì cho em đi cùng, tại vì em sẽ hạn chế anh nhậu. Được không em? Nhưng mà em cũng không gọi là đặt nặng vấn đề đó, có bạn đi cùng là vui rồi. Bây giờ người ta đã là một sĩ quan chuyên nghiệp rồi. Ôi chào dạ, gái. Em chào anh. Giọng nói thật sự là ấn tượng với anh nãy giờ đấy. Dạ. Vấn đề bây giờ cái quãng đường để hẹn hò với nhau đó. Đồng Nai nhưng mà chỗ nào? Anh ở đoạn chỗ nào anh nhờ? Ở Xuân Lộc bạn ơi. Hơi xa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ như vậy nè, nếu như mà thực sự mình đã nghĩ tới cho nhau thì cái thời gian không, khoảng cách không là gì cả. Em không đòi hỏi là anh ngày nào cũng gặp em đâu, yên tâm đi. Một tháng chúng ta có thể gặp nhau một lần, rồi ví dụ như cuối tuần hoặc là buổi tối chúng ta dành thời gian nói chuyện điện thoại cho nhau. Phải làm cho nhau biết được rằng thực sự là mình cũng có nghĩ về người bên kia là được. Được rồi. Rất là chính xác. Anh nói với em nghe nha. Cô gái bên đó có đầy đủ phẩm chất là gọi là làm người vợ, người mẹ, có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tốt. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Nãy giờ người thân đã nghe tất cả mọi cái câu chuyện của hai bạn rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với là em gái của em. Em ruột đó hả? Dạ em ruột. Em mà ăn cơm là phải mời chị đó đúng không? Dạ chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào anh Tân, chào tất cả mọi người, chào các anh quân nhân nè. Chị hai em á, nãy giờ là nói cái tiêu chí đó là cả buổi tối là mẹ em và chị hai soạn với nhau rồi á. 80% là có mẹ em trong đó rồi đó. Nhưng mà tại hôm nay mẹ em đau chân á nên thành ra không đi được. Nên về phía anh Tân thì em chỉ lo ngại một cái là em chỉ sợ anh là một người quá nguyên tắc. Không biết là ví dụ như là chị hai em có một cái điều gì đó không đúng á thì không biết là anh có xử sự một cách nhẹ dịu hay là giờ muốn dạ. Sử dụng súng đạn hay là xét về mặt bản lĩnh bây giờ nha là anh thấy chị hai em trên cơ đấy. Không có đâu anh, trên cơ đấy không có. Đối với anh ấy nguyên tắc là trong công việc thôi, còn là khi mà về cuộc sống gia đình ấy thì mình tôn trọng, mình đóng góp ý kiến cho nhau chứ không có quá đặt một cái gì đó. Anh không phải là người gia trưởng. Dạ, cảm ơn anh. Ra mắt chị hai em là chị hai ưng ấy, nhưng mà đến về nhà là anh phải nói chung là dùng trăm phương ngàn kế, nói chung là anh phải họp bàn với em trước. Trời ơi, em vợ dễ thương dễ sợ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ mình nghe ý kiến bên đồng chí quân đội như thế nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị và chào em dâu. Em dâu luôn. Trước hết thì nói luôn để bé biết, anh Tân nói riêng và những người quân nhân như bọn anh nói chung ấy, không phải chỉ có gươm và súng mà trong tâm hồn còn có cả nhạc và thơ. Hay quá. Gia trưởng thì chắc chắn không có. Đối với lại em dâu ấy thì em yên tâm. Trước hết anh muốn nói em này, em muốn xem đạn của Tân cũng được. Đấy. Nhưng mà đừng nhìn Tân bằng con mắt hình viên đạn mà hãy nhìn Tân bằng con mắt của hình trái tim. Đối với Tân ấy thì súng dài có, súng ngắn có, đạn to có, đạn nhỏ có. Còn về con người thì anh nghĩ là chuẩn. Anh là anh duyệt rồi. Dạ. Đấy, còn chú thì phải cố gắng. Nhìn cái là phải ấy ngay, phải khắc phục những cái khuyết điểm của mình ngay. Dạ. Tuyệt vời. Xin cảm ơn chị. Tiêu chuẩn là đã đủ. Bây giờ chị xem nhịp đập của trái tim như thế nào. Cái màn lên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trong quân đội là chào như thế này đúng không? À vậy hả? Bữa nào bày em nhé. Em nói thật nhé, bó hoa này em rất là thích. Đây là lần đầu tiên em nhận hoa hồng. Em khó tính mà, cho nên hoa là phải hoa màu đỏ và phải bó và tròn như thế này em mới thích.
Cho em hỏi nhé, hồi nãy là anh có nghe em chia sẻ về những cái vấn đề hồi nãy ấy, thì anh thấy em đạt tiêu chuẩn của anh chưa? Khi mà mình được gặp trực tiếp bạn đây thì anh với em đi. Mình với bạn nào đây hết á. Và khi mà anh được gặp trực tiếp em ở đây á, như này đây thì anh nhất trí 100% rồi. Cho em hỏi là anh ở như vậy thì có khi nào anh nghĩ tới cái chuyện sẽ lập nghiệp ở ngoài kia không? Ngoài Bắc à? À đúng rồi đó. Như nhà anh thì cũng có mỗi hai bố mẹ ở ngoài quê thôi. Cái lập nghiệp mà do bản thân anh. Nếu mà anh lập nghiệp trong này thì mình sẽ bố mẹ sẽ vào đây cùng ở cùng. Ừ. Bố mẹ cũng không bắt ép là mình phải về ngoài kia. Dạ, dạ. Em đặt ra một cái chuyện như thế này, anh giải quyết như thế nào? Tức là chúng ta đến với nhau sinh con, hai đứa đầu mất con gái tiêu rồi. Mẹ anh muốn thêm một người cháu nữa, muốn sinh con trai, thì anh giải quyết chuyện đó như thế nào? Nếu mà hai gái thì cũng có một cái gì đó nó hơi buồn thật. Bởi vì mình là... Sao buồn? À, bởi vì em là trưởng anh Quỳnh Ninh. Anh cũng là trưởng nè, cũng hai đứa con gái nè, vui như Tết. Tức là hơi buồn một tí thôi anh. Còn lại thì em cũng không quan trọng là cứ nhất thiết mà phải có con trai. Trai gái vì cũng con mình. Nếu mình có một chút xíu buồn thì đôi khi vợ mình không được vui. Dạ. Mà vợ không vui thì cả gia đình cũng không vui đúng không? Trai gái là do mình chứ bộ, coi lại súng đạn mình đi chứ tự nhiên đổ thừa con gái vậy. Em nói thật, chuyện nam nữ, con trai con gái là do anh chứ không phải do em. Trong khi anh buồn thì em lại lo. Thực sự nếu trường hợp đó xảy ra thì sao? Anh buồn thì sao? Và lúc đó tự nhiên em cảm thấy em là người có lỗi. Như anh cũng đã nói ấy, thì cũng có một cái gì đấy nó hơi buồn thôi, nhưng mà nó không quan trọng. Trong gia đình á, ví dụ như anh có một cái quyết định nào đó thì anh thường hỏi ý kiến của ai? Trong gia đình thì nếu mà khi anh có quyết định anh sẽ hỏi ý kiến của mẹ. Chẳng hạn như mẹ anh chê em chẳng hạn đi, ví dụ là vậy thì sao ạ? Thực sự là mình hỏi là để xem cái ý kiến của mẹ thế nào thôi, còn quyết định là do bản thân mình mà em. Mẹ anh chê em nhưng mà sống với lại anh sau này là em sẽ sống lâu hơn, chứ không phải là mẹ có thể thay quyết định của anh để kiếm được một người vợ cho anh được. Quan trọng là cái tình cảm của anh đối với em thôi, chứ không phải là tình cảm mẹ đối với em. Theo anh nghĩ là như vậy. Suy nghĩ cho kỹ, bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Chuẩn bị, những khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cũng lo lắng và căng thẳng như những nhịp tim đang đập vậy. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúng tôi cũng muốn thử cái tình cảm bạn gái thế nào. Chưa cho nắm mà nắm lẹ dữ rồi trời. Đây chiếc vé xem phim, chúng ta có thể xem phim để tìm hiểu về nhau với hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Ở đây quà tặng dành cho hai bạn, quà tặng từ Viettel là một chiếc điện thoại được kết nối 4G trị giá 2,2 triệu và được cài sẵn ứng dụng của Mocha. Và khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat, gọi điện và đặc biệt là nghe nhạc và xem phim cùng nhau, rất là thú vị. Hai bạn nhớ liên lạc với nhau nhé. Nắm tay nhau nào, nắm tay nhau nha. Đừng rời xa nhau nhé. Em gái dễ thương lắm đấy. Hãy giữ thật chặt, nắm tay thật chặt, đừng buông. Nắm tay em thật chặt, giữ tay em thật lâu. Điểm mạnh của em chắc là vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng điểm yếu thì chắc em có thừa. Về ngoại hình, em có yêu cầu gì ở bạn trai không? Sáng sủa à... Sáng sủa, tối sủa, khuya sủa cũng được. Như vậy là cặp đôi đầu tiên là ông Mai và Mối đã hoàn thành trách nhiệm của mình rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay luôn ạ. Mời quý vị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ giới thiệu trước đi ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn nam. Em tên là Đặng Thị Thu Thảo, hiện tại em 25 tuổi và em đang là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn Diên Sơn Việt Nam. Rồi, em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Nam Định nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy? Dạ, em ở quận Gò Vấp. Rồi, mời bạn trai.
Lời đầu tiên này, cho em xin gửi lời chào đến toàn thể các quý vị khán giả cũng như là anh Quyền Linh và chị Cát Tường và những ai đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tên em là Trần Văn Tiến, sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, hiện nay đang sống và làm việc công tác tại Củ Chi. Và tuổi ấy thì em sinh năm 91, nhưng mà nói chung là đấy là ngày tính tuổi đi học, nên tính tuổi mà để lấy vợ là tính tuổi 90. Công việc của em là gì? Thì em hiện nay đang giữ chức vụ là chính trị viên phó đại đội, làm công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, tức là phòng công tác chính trị. Bộ phận này quan trọng lắm nha em. À mà em ở Củ Chi hả em? Vâng. Vậy là gần Gò Vấp rồi. Rồi cũng nhanh. Mời bạn gái giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em thì em nghĩ rằng em là người hòa đồng, vui vẻ và suy nghĩ đơn giản. Em biết nấu ăn nhưng mà nấu ăn không có được ngon lắm. Rồi, mời bạn trai, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em chắc là vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng điểm yếu thì chắc em có thừa. Điểm mạnh này, cơ bản là những người trong quân đội tính tự lập là rất cao. Và cái bản lĩnh sống thì cơ bản là giản dị, và đặc biệt là cũng biết nấu ăn, làm được nhà. Nhà là con trưởng, em gái thì hiện nay đã đi lấy chồng rồi. Còn mỗi em thì cơ bản là về nhà mình vẫn thường xuyên là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Hiện giờ em đang ở với ai? Thưa chị, là hiện nay em đang ở trong đơn vị ạ. À, ở trong đơn vị. Vâng. Bao lâu em mới về Bắc Giang một lần? Là em vừa về Bắc Giang cách đây ngày hôm qua. Em gái có biết Bắc Giang không? À, dạ em chưa có dịp về Bắc Giang. Anh giới thiệu sơ Bắc Giang từ đâu tới đâu, ở đâu cho em gái kia biết luôn đi. Nếu mà có dịp thì em sẽ đưa về đấy để cho biết luôn chứ không phải cần giới thiệu. Ở Bắc Giang có cái địa điểm gì đẹp không anh? Có con người đẹp, tâm hồn đẹp, tính cách đẹp. À, bây giờ mình nói một chút xíu về tình trường đi. Lúc mà đang là học viên, đang đi học. À, đó lâu rồi đúng không? Vâng. Mối tình đã sâu đậm không? Cũng được anh ạ. Cũng được hả? Nhưng lý do tại sao chia tay? Em vào đây thì sau khoảng độ một tháng thì cô ấy bảo chia tay. Nhưng mình phải chấp nhận thôi. Mình đã xác định là đi theo con đường bộ đội. Mình không thể lựa chọn được cả hai. À. Nhưng bây giờ là mình, là công việc của em là mình là ở lập nghiệp trong này luôn đúng không em? Vâng. Em muốn bao lâu thì mình lấy vợ? Ở nhà thì bố mẹ cũng bảo là có là cưới liền. Có cưới liền. Có là cưới liền. Vâng. Cưới người như thế nào? Cao thì khoảng độ 1m6 đổ lên. Và em cao bao nhiêu? Dạ, em thấp lắm chưa, có 1m76 ạ. Ví dụ người phụ nữ thì em thiên về theo kiểu truyền thống hơn. Truyền thống hơn. Vâng. Là một người phải có đạo đức. Thì ai cũng có đạo đức. Đạo hết. Đức là sao anh? À, là sao? Bạn này, theo đọc cũng như mình biết thì đạo đức là nguồn gốc của hạnh phúc, cũng như là để giữ ấm được cái tình cảm gia đình. Mời bạn gái bây giờ em giới thiệu đi, tình trường của em thì sao? Khoảng 3-4 năm thì em cũng không có quen ai, tại vì em cũng mong muốn là tìm người phù hợp với mình. Vừa đi học vừa đi làm á, thành ra là em cũng không có thời gian để mà tìm hiểu nhiều. Rồi bây giờ thì mình mong muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào? Chững chạc, chín chắn và không gia trưởng, không có tính lăng nhăng. Tại vì em không có thích người lăng nhăng. Về ngoại hình, em có yêu cầu gì ở bạn trai không? Cao 1m75, sáng sủa. Sáng sủa, tối sủa, khuya sủa cũng được. Đẹp trai cỡ Trần Bảo Sơn là được rồi em. Mày cao hơn Trần Bảo Sơn nha. Còn có tiêu chuẩn gì đó không để chị qua chị coi mặt? Em không thích người ích kỷ với lại lười biếng thì em cũng không thích lắm. Làm trong quân đội sao lười biếng được? Anh nói đi về anh tự nấu ăn đồ này kia, làm việc nhà luôn đó. Mình nấu ăn không ngon, anh nấu mình ăn luôn là được rồi. Dạ, được rồi chị. Được. Bây giờ tiếp công nhân là mình ở Củ Chi luôn hả em? Ở trong quân đội luôn đúng vâng, không? Vâng, em xác định nếu mà thuận lợi thì em sẽ ở trong Nam luôn. Và mua đất, mua nhà. Đúng rồi. Mình có cái điểm gì không thích ở người bạn gái không? Yêu cầu của em đơn giản thôi. Người bạn gái là người có đạo đức là được. Nãy giờ bên này người ta vẫn cứ đang băn khoăn cái đạo đức ấy, nó bị rộng quá. Nó chung quá, nó rộng quá. Bây giờ em muốn ý, em muốn cô động lại là những cái điều gì em cần? Có lễ phép và hiếu thảo với bố mẹ. Rồi. Biết trên biết dưới, biết đối nội đối ngoại. Kiểu cái thời gian công tác ở trong đơn vị, em là bên chỉ huy nên là thời gian nó sẽ rất nhiều trong đơn vị. Có tuần em trực, có tuần em nghỉ. Do cái điều kiện phải hiểu, tại vì trong quá trình yêu một người bộ đội, người ta phải biết chấp nhận, hiểu được người đó. Vì đặc thù công việc mình không thể lựa chọn được. Ngược lại những lúc em rảnh rỗi thì em phải dành hết tâm sức cho gia đình, cho vợ con mình. Buổi tối thì yêu thương vợ con là được rồi. Vâng, thì buổi tối nếu có thời gian rảnh, mặc dù không được nói chuyện nhiều, nhưng em sẽ hỏi thăm và động viên nói chuyện về thường ngày. Coi như là phải thông cảm vâng. Và sẻ chia.
À, và nhà, bên gái thì cũng chỉ yêu cầu miễn là trong lòng em, trong tim em chỉ có một mình cô không thích lăng nhăng, không được nghĩ ngợi lung tung, ý là như vậy đó. Chị yên tâm, bộ đội thì thường thường cực kỳ trung thủy. Chắc không? Vâng, từ xưa nay. Từ xưa nay luôn hả? Vâng. Em có tính gia trưởng không? Tính gia trưởng thì em không có. Trong gia đình em ấy, thì bây giờ còn mỗi em. Đôi khi bố mẹ bảo là không quan trọng là có ở cùng bố mẹ hay không, mà quan trọng bố mẹ là cuộc sống của hai đứa sau này nó có ổn định hay không. Nó có hạnh phúc hay không là được ha. Ngoại hình là ổn. Anh sẽ qua xem suy nghĩ chính gái chút xíu nào. Dạ, em chào anh. Chào gái. Em ơi, những cái lúc mà thí dụ như ngày Valentine nè, ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3, người yêu em, chồng em phải đi trực suốt gì đó, anh thấy như sao? Buồn ạ. Thì cũng có một chút tuổi thân á chị, nhưng mà sau đó thì cũng không sao đâu. Nếu như mà anh nó có thể là có gì đó bù đắp thì cũng không sao. Đúng rồi. Miễn sao có bù đắp là được, đúng không? Thôi suy nghĩ thế cũng thoáng. Anh chỉ lo một điều đó thôi. Nãy giờ mình nói gì anh nghe hết rồi đó. Để anh suy nghĩ bên kia coi sao ha. Mình cũng cần thêm tham khảo thêm ý kiến của người thân. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi cùng đồng nghiệp của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các bạn ở đây. Em là đồng nghiệp của Thảo. Em thấy là tất cả các tiêu chí của anh bên này rất là phù hợp với Thảo. Thảo thì là một người hiền lành, nhút nhát nữa. Nên vậy hy vọng là nếu mà Thảo có làm sai điều gì thì anh đừng có quát nó. Nó hay khóc lắm. Thảo ơi, chị thấy anh bên này rất là phù hợp với em. Anh đó biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa. Theo chị thấy là anh đó chững chạc đó. Nên vậy chị thấy ok. Thì ra là những người đàn ông biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là những người đàn ông chững chạc. Chững chạc đúng đó, mấy người vậy chững chạc. Quét nhà, lau nhà, rồi giặt quần áo, lo cho con chững chạc lắm, anh cũng vậy. Rồi, em đi với ai? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng cũng như các anh em trong cùng đơn vị. Rồi, chào đón các anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Xin chào tất cả các quý vị đại biểu trong trường quay, đặc biệt là đại diện bên nhà gái. Tôi tên là Dương, đồng nghiệp cùng với bạn Tiến. Trước mắt thì tôi thấy hai bạn rất là xứng đôi. Thì xin nói với bạn Thảo về bạn Tiến thế này. Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội, đặc biệt bây giờ là chính trị viên phó đại đội, chuyên môn đi làm công tác tư tưởng, giáo dục, động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mình. Mà dưới của đồng chí Tiến là gần 100 cán bộ chiến sĩ cấp dưới. Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội, cho nên là có khuôn khổ, có quy định rõ ràng. Cho nên là cũng muốn đi làm việc gì, ở đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn trong khuôn khổ đó. Và có rất nhiều cán bộ lãnh đạo chỉ huy, đặc biệt là cấp trên, có kèm cặp quản lý. Cho nên là riêng về cái tiêu chí mà bạn Thảo đưa ra thì cứ yên tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp mặt nha. Quan trọng là rung động con tim thôi. Kéo màn lên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Sao hoa rồi thêm quà là sao? Hoa là để cắm, còn quà là để ngắm ngày mai làm kỷ niệm. Và... Dạ chào anh ạ. Không biết là cái cảm nhận đầu tiên của anh về em là như thế nào? Lần đầu tiên nhìn em ấy, là một người con gái đẹp. Nếu như mà em với anh hẹn hò thì anh có thể sắp xếp thời gian được hay không á? Thì thời gian thì cơ bản là cũng thoải mái. Ví dụ một tuần thì không thể gặp được cả tuần, nhưng mà ví dụ một tuần cũng thể gặp được một hai lần. Anh thường thường lên chơi, nhưng mà chơi chủ yếu là đối diện với chỗ Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, đường Quang Trung, ra đường Phan Văn Trị chơi ngoài đấy thôi. Tại vì nhà anh có các bác ở chỗ đấy thì hay lên chơi. Từ chỗ anh mà chạy lên chỗ em thì nó cũng gần. Nếu mà anh xác định hẹn hò thì khoảng bao nhiêu lâu thì anh nghĩ đến chuyện kết hôn? Tính đầu năm hoặc cuối năm. Nhưng mà tương lai thì anh cũng xác định là ở trong miền Nam hay là ở Bắc Giang? Tương lai thì xác định vợ ở đâu thì mình ở đó. Tại vì cơ bản là bố mẹ anh đây cũng rất thoải mái. Tại vì một nửa họ ngoại nhà anh ở trong Nam. Anh có muốn hỏi thêm gì về em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? Anh hỏi em là trong quá trình yêu nhau mà gặp khó khăn thì em nghĩ đến cái điều gì? Nên im lặng hay là nói chuyện tiếp?
em không thích con trai im lặng. Tại vì em nghĩ là im lặng không có giải quyết được vấn đề gì hết. Em nghĩ là nếu mà muốn giải quyết một cái mâu thuẫn gì đó thì nên nói chuyện trực tiếp với nhau thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ như anh không thích em điểm gì đó thì anh có thể là nói trực tiếp ra. Thì lúc đó thì mình mới biết để mình sửa. Mình thì cũng thích đã một khi mà đã giận nhau thì nên nói chuyện với nhau. Chứ không bao giờ mình đừng có im lặng. Im lặng tự rời xa nhau thôi, không giải quyết được vấn đề gì cả. Mình định xây nhà sinh con cái thế nào em trai? Thì xây nhà thì chắc là phải tổng lực để xây. Ở đất Củ Chi nó thấy em thấy bình thường, không đến nỗi nào lắm. Thì mình có thể mua đất xây nhà được chứ ở đất thành phố Hồ Chí Minh giá nó cao, đôi khi mình làm chưa đủ lực. Thì Củ Chi cũng là thành phố Hồ Chí Minh vậy. Nhưng mà đấy gọi là bên ngoại ô. Quan trọng là giữ nhà như thế nào thôi anh. Có nhà là vui rồi. Quan trọng cái tình cảm sống với nhau, nó có tình cảm hay không. Tức là mình phải định hướng tương lai có nhà thế nào nè. Hợp lực thì với em nhau. Em cũng nghĩ như vậy. Cả hai người cùng có mục tiêu phấn đấu trong tương lai. Chứ không phải là chỉ có một mình anh hoặc là chỉ một mình em. Từ đầu khi nói chuyện với em ấy, anh nói chung là em là người con gái cũng tuyệt vời. Anh chỉ biết nói vậy thôi, còn không biết nói gì hơn. Tất cả mọi lời nói cô gái sẽ thể hiện trong nút bấm. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bây giờ ta nhắm mắt lại một lần nữa, chiêm nghiệm lại những gì đã trôi qua nãy giờ, xem người đó có thuộc về mình hay không. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Tay luôn nào. Trái tim đã cùng chung nhịp đập. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn gái thấy thế nào? Em cảm giác là bạn cũng rất là chững chạc. Thôi, ta định hướng cho cả 100 người luôn mà. Nào, hôn vào má. Đấy, đơn giản thế. Nhanh lẹ. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc. Và đây là chiếc vé xem phim ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây, quà Viettel dành cho hai bạn. Đó là chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2.200.000 đồng. Đã có cài đặt ứng dụng Mocha. Và khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat, gọi điện thoại và đặc biệt là xem phim, nghe nhạc cùng nhau. Rất là thú vị. Và hai bạn hãy nhớ giữ liên lạc với nhau nha. Nắm tay nhau, đừng bao giờ nắm buồn tay tay nhau còn cả. Còn một món quà nữa, một chú gấu rất dễ thương. Đi xem phim, hẹn hò. Và xin mời hai bạn. Xưa là khó tính, bây giờ đỡ bớt rồi. Khi mà em gặp một cái chuyện gì đó, em bị chảy nước. Rồi cái mối tình thứ nhất á, là chia tay là vì sao? Dạ, cũng là nói chuyện với người yêu cũ luôn. Trời ơi, người yêu cũ luôn. Ba cái người bạn gái của em á, là em còn liên lạc với người ta không? Dạ, tất cả đều là bạn của em. Nghĩa là có liên lạc. Xin mời đàn gái nào. Trời ơi, xinh xắn quá à. Mời nhà trai. Ở đây đi cưng. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ. Em giới thiệu đi. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, bạn nam bên kia và khán giả. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Thanh Trúc. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm trưởng phòng kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty Vilaconix ở quận 4 ạ. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Còn bạn trai, giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn nữ bên cạnh và quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Đức Bổng ạ. Em năm nay 29 tuổi ạ. Em quê ở Phú Yên. Hiện tại em đang làm ở Nha Trang. Công việc của em là kỹ thuật bên hãng ạ. Hãng Lixil. Em ở làm ở Khánh Hòa luôn. Dạ vâng. Sao dạ. Nhẹ nhàng quá vậy cưng? Nhẹ nhàng. Bay bổng mà. Nhưng bao lâu thì Trúc về quê một lần hả Trúc? Khoảng cỡ 2-3 tháng em về một lần. 2-3 tháng về, bây giờ về Khánh Hòa là có người đón rồi đó. Ha. Bạn đàn gái cho chúng tôi biết một chút về điểm mạnh và điểm yếu đi. Điểm mạnh của em thì em sống có trách nhiệm, biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ. Điểm yếu của em thì em không biết nấu ăn. Em có kỹ tính không? Rồi khó tính không? Dạ em có kỹ tính ạ. Còn khó lúc tính. Lúc xưa là khó tính, bây giờ đỡ bớt rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy là em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình rồi. Mối tình thứ nhì thì em chia tay tính rồi, bây giờ cũng khoảng 5 năm. Tại vì em
phát hiện người yêu của em nói chuyện với người yêu cũ. À, trời ơi, thì nói chuyện bình thường thôi mà em. Lý do đầu tiên là nói chuyện với người yêu cũ nhưng mà lại giấu em. Dạ, em phát hiện, vô tình em phát hiện ra thôi. Người ta ngại, ta giấu thôi, nhưng mà ta nói chuyện với người yêu cũ bình thường mà, đâu phải là người ta quay lại với người yêu cũ mới là quan trọng. Rồi cái mối tình thứ nhất á, là chia tay là vì sao? Dạ, cũng là nói chuyện với người yêu cũ luôn. Trời ơi, chuyện người yêu cũ luôn. Em có nghe cái cuộc nói chuyện đó không? Dạ, em thấy tin nhắn ạ. Nhắn cũng tình cảm lắm anh. Thì nói, ừ em ơi em khỏe không? Từ lúc chúng ta chia tay nhau rồi không gặp lại, chúc em khỏe, hạnh phúc nha. Ví dụ vậy rồi sao? Nhớ đừng có gọi điện cho người yêu cũ nha. À, đó thì hỏi vậy để cho Bổng bên đó là cẩn Bổng, thận đó. Bổng có mấy mối tình rồi? Dạ ba. Ba rồi hả? Đừng có gọi điện cho người yêu cũ, nhớ chưa? Bắt đầu từ bây giờ. Dạ là bạn mà. Hả? Là bạn rồi có gọi không? Không hả? Sao? Em điểm mạnh điểm yếu của em là gì Bổng? À, em có tính hài hước nhưng mà với người bạn của em thì em hài hước. À, lên sân khấu em hơi ngại. Em ích kỷ quá, em chỉ hài hước với bạn em thôi à. Phải hài hước với tất cả mọi người đúng không, cho nó vui. Dạ thì khi mà thân nhau thì em mới... À thân nhau hả? Còn sao trước kia là ngại đúng không? Dạ vâng. Điểm yếu của em là khi mà em gặp một cái chuyện gì đó, tim em đập nhanh là em bị chảy nước. Chảy nước hả? À ra mồ hôi tay, ra mồ hôi tay. Ra mồ hôi, nó ra mồ hôi. Tưởng tôi giật mình nghe, tưởng chảy nước gì. Tôi tưởng tè dầm không. Sau ba mối tình đó thì em rút ra một bài học kinh nghiệm là gì? Là lỗi là do ai? Em chưa biết quan tâm bạn nữ là... Đó, cái đó rất là quan trọng nha, chưa biết quan tâm. Rồi bây giờ là em ổn định chỗ Khánh Hòa chưa? Dạ ổn định. Em còn muốn đi đâu nữa không? Dạ không. Vậy là lấy vợ phải về Khánh Hòa đúng không? Dạ. À rồi. Bổng ơi, mà ba cái người bạn gái của em á, là em còn liên lạc với người ta không? Dạ tất cả đều là bạn của em. Nghĩa là có liên lạc. Trời ơi, có nghĩa là sao? Là bây giờ ba người đó đều là bạn của em hết hả? Dạ vâng, ví dụ có thể bạn ở Sài Gòn thì có thể gặp nhau uống cà phê là bình thường. Trời ơi, gọi điện mà còn bực mình đứng chứ không. Trời. Dạ. Mà làm gì cái đàn gái cái. Trời ơi. Trời ơi gái. Đó, bởi vậy tôi cố gắng tôi hỏi, tôi trời cố gắng ơi, tôi... Anh nói em nghe nè, gọi điện cho người yêu cũ hay là uống cà phê người yêu cũ hay là trò chuyện yêu cũ, chuyện nó cũng bình thường mà em gái. Không có bình thường. Sao bình thường? Không. Tùy quan điểm của mỗi người. Nếu như trong trường hợp cần thiết thì mình có thể liên lạc, mình nói chuyện với cái công việc đó thôi. Còn không cần thiết thì không nhất thiết. Cái chuyện mà từ người yêu mà thành bạn á, thì nó có chứ không phải là không có. Nhưng mà nó cái xác suất của nó rất là ít. Nó là trường hợp đặc biệt. Ví dụ với những người mà họ cởi mở, họ đồng ý thì không sao. Nhưng với những người mà họ không thích cái điều đó, mà mình làm cái điều đó là hoàn toàn thích. Không yêu nhau là bạn nhau, là tốt với nhau. Trên cuộc đời này mấy ai hiểu chúng ta, chỉ có một vài người có thể hiểu chúng ta, đó là một trong những người yêu cũ. Hiểu chúng ta có thể giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau, cũng đâu phải là yêu nhau đâu. Ủa mình chia tay là cái chuyện nó rõ ràng rồi, chỉ là bạn tốt với nhau cũng được mà, gọi điện thôi mà làm gì phải chia tay. Nhưng mà gọi điện không, tức là không phải, nếu như không cần thiết thì cũng không cần thiết phải gọi. Ủa, tại vì cần, cái đó là ta mới gọi chứ, thí dụ như giống như Vân nè, rõ ràng hả, mà đã hết yêu nhau rồi thì thôi nha. Còn bắt buộc ví dụ như hai người đó phải chung một môi trường làm việc đó, mình phải chấp nhận. Nhưng mà còn nếu không thì thôi. Không có lèn èn. Đàn ông mấy người á, tôi nói thiệt, không có lèn èn. Có những cái điều mà say nắng tầm bậy tầm bạ, rồi say mưa, rồi say gió, say đủ thứ, chứ không phải là say nắng không. Không có say được. Người ta nghĩ là đó là người bạn tốt thôi. Trở thành người bạn tốt thì nó giúp ích tốt cho chúng ta thôi, chứ có gì đâu. Thực sự Vân nói cho Linh nghe, cái đó là Linh thôi. Không Linh phải nói ai riêng cho Linh, Linh nói cho không nhiều phải, người. Con nói không phải là ai cũng như Linh cả, hiểu không? Tại vì nếu mà tốt nhau quá, bỏ nhau làm chi vậy? Thì lúc đã đó, vừa yêu nhau vừa tốt với nhau, vừa là bạn tốt với nhau được thôi, bỏ nhau làm chi? Người ta không hợp nhau một vài vấn đề, nhưng mà người ta trong vẫn hợp nhau vì bạn bè có thể giúp nhau trong cuộc sống. Tại vì mình trong cuộc đời mình còn rất nhiều bạn, chứ không phải là chỉ có những người bạn đã từng đi qua đời mình. Thích chơi với người bạn cũ hơn. Thì đó là quan điểm của Linh. Chính vì vậy mà không ví phải dụ quan điểm như của nhiều ví người. Dụ không có nhiều người, giống như Vân là không em. Quan điểm của em sao? Dạ yeah, giống chị Vân. Giống chị đúng không? Yeah. Cái gì tôi rõ ràng cái đó. Ừ, tôi là đâu ra đó rõ ràng. Mới lèn èn. Không có lèn èn, người ta quan hệ ngoại giao, người ta giúp đỡ nhau cho công việc. Ok, nếu vậy thì tớ với cậu không chung một con đường nhá. Mình vẫn là song song không. Ok, mình chỉ là ông mai bà mối thôi. Mình vẫn chơi chứ với mình nhau, không thể là người yêu nhau được. Ok. Mình vẫn là bạn tốt với nhau. Không là gì cả.
nha. Rồi nói vậy thôi chứ chuyện đó chuyện của em nha, anh nói vậy nhiều không? Người thôi. Thực ra là gì nè, gọi không gọi là chuyện của em nha. Nãy giờ chị với anh Linh á, là làm cái điều đó để em thấy rằng á là không phải ai cũng nghĩ như mình, em hiểu ý chị không? Ví dụ như anh Linh nghĩ như vậy nhưng mà chị không nghĩ giống như anh Linh. Bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Quan trọng về con người tính cách hơn ạ. Hiền, có phẩm chất tốt, khuôn mặt phúc hậu. Có nhiều người mặt gian nhưng mà cái hồn, tâm hồn người ta rất là tốt. Hỏi người ta trả lời mà còn la thì ta là phân tích thôi mà, đâu có la đâu. Ta thích cái nét nhân hậu, ta không thích cái nét phản diện. Nói vậy tội nghiệp, có những người mặt phản diện nhưng mà tâm hồn, tâm rất là tốt thì sao? Cao 1m68 trở lên, vừa người, không quá mập cũng không quá ốm. Mũi cao, chân mày không sáy đuôi. Gì? Sấy đuôi gì nè, thấy không? Sấy cái đuôi lên nhìn là lên. Trời, yêu cầu lại rồi, rủ là ta những chân, người chân đó mày. Là thường là chân mày tướng đó nha. Đúng thì rồi, chân mày sấy đuôi. Thì người ta không thích lấy quan chức. Cười quá. Ta thích sao? Lấy người bình thường thôi. Mũi cao, gương mặt sáng. Mũi cao, mặt sáng, chân mày không sấy đuôi. Dạ, mũi em thấp. Không thấp đâu. Rồi, được rồi. Rồi còn bên đó. Bên đây em muốn tìm người yêu thế nào? Tí nữa cái ngoại hình thì em sẽ chiếu lên. Em có làm một cái video ạ. Trời ơi, dữ vậy đó hả? Cái đó là em cắt ghép của từng bộ phận của khuôn mặt. Mở rào ra thì em mới chiếu clip và có giống cái người yêu không, tưởng tượng em không, đúng không? Còn tính cách thì chỉ cần người ấy thương cha mẹ giữa bên nội bên ngoại. Dễ thôi, mình thương yêu gia đình người ta, người ta thương yêu gia đình mình thôi. Em đi với ai? Dạ em đi với hai bạn thân của em và hai đồng nghiệp ở công ty ạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em tên là Hương Giang, em là đồng nghiệp của chị Trúc. Thì với em thì chị Trúc trong công việc là một người rất là tỉ mỉ, trách nhiệm, nhiệt tình. Anh này thì nhìn thì cũng mạnh mẽ, chắc là cũng che chở được cho chị của em. Nếu mà có tiến được với nhau thì mong anh là sẽ thương yêu và che chở cho chị của em. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Thì em tên là Phát. Đây là mấy anh em bạn học chung với Bổng, chơi với nhau cũng hơn 10 năm rồi. Thì Bổng là một cái người mà gọi là rất là đáng tin. Nhưng mà là về mặt giao tiếp á, thì ở trong giao tiếp bạn bè rất là hòa đồng, vui vẻ. Đặc biệt là Bổng hát rất là hay. Đi ra ngoài á, thì giống như là thuộc vào á, không có dám nói. Coi như là Bổng đi ra ngoài là thuộc vào hả? Nhìn bạn nữ này rất là xinh xắn thì em nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu với nhau. Em tên là Phát. Dạ. Hai đứa này chơi chung được á, Bổng Phát. Được. Thiếu đứa học nữa, Phát học Bổng. Thôi giờ mở rào đi nha. Mở rào đi. Vấn đề là do em nha. Mở rào. Chúc Bổng Phát nha. Lớn lên Bổng. Em nói cái ý nghĩa cái món quà kẹo của em đi Bổng. Dạ, món quà em tặng là tất cả đều là kẹo ạ. Bên trong nó có đủ mùi hương ạ, ngọt bùi cay đắng ạ. Cái hộp quà là hình tròn. Em mong rằng sau cái chương trình này chúng ta sẽ trải qua ngọt bùi cay đắng và sẽ không có điểm dừng và điểm kết thúc. Mở đi cưng. Trời, trai em nhút nhát quá trời quá đất luôn. Dạ, ý nghĩa của món quà của em là em muốn có một mối quan hệ gắn kết lâu dài cho đến khi già và tình cảm vẫn mặn nồng vui vẻ như là bức tượng này ạ. Rồi cái clip của em đâu em tặng luôn đi. Dạ, cái clip phải nhờ chương trình chứ. Rồi. Chào em, tuy rằng chúng ta chưa được gặp mặt nhau, nhưng anh làm video này để đưa ra một mẫu người lý tưởng của riêng anh trong giấc mơ. Đầu tiên, hình mẫu người lý tưởng của anh là chị Ngân Khánh, vì chị ấy có dáng người rất là đẹp, tính cách chị ấy sống rất điềm đạm và nhẹ nhàng. Anh muốn người vợ của anh sau này cũng điềm đạm và nhẹ nhàng với anh và các con như vậy. Anh rất thích đôi mắt của Hà Lan, một đôi mắt sáng long lanh, giờ thì đến một cái sống mũi rất là cao giống như Tây vậy. Không biết em có đoán ra của ai không nhỉ? Thôi để anh nói luôn nhé, đó là của chị Hồ Ngọc Hà đấy. Chị ấy có sống mũi rất là cao. Và cuối cùng là nụ cười. Anh rất ấn tượng nụ cười của chị Tăng Thanh Hà. Nụ cười của chị ấy rất là tươi và tỏa nắng. Đó chỉ là vẻ bề ngoài về mẫu người lý tưởng của anh
Nhưng thực tế đối với anh, mẫu người lý tưởng là người có vẻ đẹp tâm hồn, một người cùng anh vượt qua mọi khó khăn và đi hết con đường còn lại của cuộc đời. Anh hy vọng cuối chương trình em sẽ cho hai chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, Trúc, em nói về cảm xúc của em sau khi em xem cái clip của Bổng đi. Em có nghe được bạn nhắn nhủ điều gì không? Dạ cũng có ạ. Thì em ấn tượng với cái lời nhắn nhủ của bạn, nhưng mà về cái hình mẫu của bạn thì em hơi lo ngại vì tiêu chuẩn cao quá. Không, cái này cái câu cuối cùng vẫn là vấn đề là tâm hồn. Cái này mà thực tế chỉ là mình làm cho vui thôi. Nhưng mà cuối cùng quan trọng nhất chỉ là cái tính cách thôi. Quan trọng là trái tim mình còn rỗng đó. Trái tim bạn có rỗng hay không? Linh phân tích đi Linh kìa. Cái mẫu hình của Bổng là mắt của Hà Lan, mũi là mũi của Hồ Ngọc Hà, dáng là dáng của Ngân Khánh, nụ cười như Tăng Thanh Hà. Thì chị thấy Trúc dạ giống mà. Giống không? Em cảm nhận là bao nhiêu phần trăm ở Trúc? Em nói đi Bổng. Dạ 95%. 95%. 95%, thấy chưa? Trúc xinh quá. Trúc hỏi mình trước. Trúc xinh quá, Trúc hỏi mình trước đi kìa Trúc. Anh quan niệm tình yêu như thế nào ạ? Bây giờ Bổng cũng lớn tuổi rồi, cũng 29 thì cũng bố mẹ cũng cần lập gia đình. Tại vì nhà Bổng anh chị có gia đình hết thì bố mẹ bây giờ cũng ở con mình à. Nên là Bổng cũng mong rằng tìm được một người sẽ đốt cháy giai đoạn tình yêu để đi đến hôn nhân luôn, nếu mà mình hợp nhau. Cười đi Bổng, mặt em khổ quá. Em nói em cười mặt em tươi liền, thấy không? Cười mặt đẹp trai mà bản lĩnh với sợ mà mặt không cười mắt hết. Mặt thấy khổ lắm, cười cho chị. Cười không, thường trực. Trúc cười á, rất là xinh luôn á. Đừng có quạo nha. Cười rất xinh, đó, mà quạo là xinh đó. Là luôn luôn phải cười nha Trúc nha. Dạ. Hai bạn phải cười, hai bạn cười đều vui và đẹp trai đẹp gái hết á. Trúc thấy khuôn mặt Bổng làm sao? Cười, em cười đi Bổng. Cũng có phúc hậu ạ. Phúc hậu. Ở Khánh Hòa Trúc ở chỗ nào? Dạ em ở Cam Ranh, ngay thành phố Cam Ranh luôn ạ. Anh ở Nha Trang hả? Đúng. Trúc có ý định muốn về gần nhà làm? Nếu mà ở quê có công việc tốt quá thì cũng sẽ suy nghĩ là về quê. Tại là công việc của em thì ở trong Sài Gòn nó phát triển tốt hơn ấy. Nên là hiện tại thì em vẫn muốn là duy trì công việc ở trong này. Em xuất hàng ở bên nước ngoài cho khách á. Nha Trang hình như cũng có thể làm được. Nhưng mà hàng, mặt hàng của em là đa số ở trong này nó mạnh hơn. Anh về được bao lâu rồi á? Về được 2 năm rồi. Trước mắt thì chắc phải nhắn tin qua Zalo, Facebook. Nhớ nhau thì cuối tuần em vào. Sao Trúc thấy thì sao Trúc? Dạ được chị. Trời cười có duyên quá. Cười giống gì á, giống Cổ Thiên Lạc. Bây giờ Trúc hỏi đi, Cổ đi lạc hả? Cổ Thiên Lạc. Ông thiệt tình đó ông Linh à. Em không thu xếp được công việc về quê thì anh có chấp nhận vì em mà vô Sài Gòn không? Cái này thì chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau. Nói chung Bổng ở đâu Bổng cũng thấy có thể làm được. Nhưng mà Bổng vẫn mong muốn là Trúc có một cái hơi hướng gì đó mình về gần gia đình. Nói chung ba mẹ của Bổng thì Bổng cũng muốn là mình chưa trả ơn ba mẹ nuôi dưỡng. Bổng cũng muốn là sẽ ở gần để lỡ ba mẹ có chuyện gì thì mình về cho nó kịp nó nhanh đó. Chị cảm nhận là đây là một người rất là nhân hậu. Mà nhân hậu như vậy đúng ý của em luôn đó. Chứ chị thấy về ngoại hình là hai đứa rất là ok luôn. Một đứa thì là hội tụ tất cả những cái gì đẹp nhất của các ngôi sao Việt Nam. Còn một đứa thì có một cái nét của một người đẹp nhất như Hồng Kông, Cổ Thiên Lạc. Trời ơi quá xứng rồi đúng không? Bây giờ mà em hát được nữa là em Cổ Thiên Lạc luôn đó. Nên hát một bài thiệt là say đắm thôi. Dạ hơi rung. Đánh gục đối phương liền cho chị. Đó, phọt viết ngon lành, trai cao. Tiến tới luôn cổ Thiên Lạc. Đó. Rồi đó, nắm tay rồi hát hò đó coi nè. Dạ tay ra nước rồi. Nó rung nó ra nước, rung nó ra nước. Bỗng sẽ hát bài một đoạn điệp khúc bài Suy Nghĩ Trong Anh. Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ.
Dù là tương tương thôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Nhưng khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi, thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Trời ơi, bỗng bây giờ bỗng tỏ tình một cái câu nào mà cho chắc rồi. Cú để cho nói hạ gục đối phương một lần đi rồi bắt đầu qua bấm nút bỗng. Chị khoái bỗng ghê luôn á Trúc. Thiệt. Nó duyên ngầm đó em ơi. Dạ em rung quá. Rung gì em nói với người đối diện đi. Trúc này tiếp lửa mãi, đi mãi Trúc, cho sao, nắm tay cho bớt rung đi Trúc. Ừ. Em sợ anh rung hơn. Dạ tay lại ra nước. Rồi chảy nước ướt nhẹp. Tay là mồ hôi. Nắm tay đi. Ta ra dấu từ nãy giờ. Nắm tay. Thôi nói đi. Chúc rất bình tĩnh. Bỗng sẽ cố gắng làm và sẽ chúng ta sẽ ngồi với nhau để định hình lại công việc của mỗi người và bỗng hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến hết con đường hết cuộc đời này. Được rồi. Nói gì vậy? Cùng nhau. Người ta nói cho đối tượng ta nghe thôi. À, nói cùng nhau đi cứu chân trời vậy đó hả? Rồi thôi được rồi. Kệ nó, miễn sao Trúc nghe được rồi. Hãy suy nghĩ cho kỹ. Chuẩn bị quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 và 3. Hết thời gian. Hay quá. Đẹp. Hay quá. Nắm tay cưng nhau đi. À. Nhìn nó cưng dễ sợ luôn. Em chị không biết em có cưng không chứ chị cưng nó ghê luôn á. Nắm tay đi bỗng. Bắt đầu từ bây giờ hai đứa đã chính thức hẹn hò với nhau đó. Trao đổi với nhau, cố gắng là về Khánh Hòa hay là về thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kinh tế, yêu nhau và chăm sóc mối tình này. Thôi. Dạ. Hả? Dạ. Dạ không? Dạ. Thấy rung động chưa? Dạ rung. Thích không? Dạ thích. Thích thì hôn ngay hôn đầu tiên đi. Mình xin phép nhé. Nếu như hai bạn kết hôn với nhau thì hai bạn sẽ nhận được món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đẹp lắm, ráng nha, có tiền có quà cũng đừng buông tay nhau ra. Con em cũng lớn rồi, con em hai bé gái. Em thì cũng một lần gãy đổ rồi. Em có một bé gái mai khoảng 8 tuổi. Nhược điểm của em thì hơi nóng tính chút xíu thôi. Nổi điên lên thì làm không gì? Có nổi điên vô thì mình về đi mình không nói. Thực sự em cũng hơi nóng tính giống như bạn bên kia, nhưng mà em có thể là kiềm chế được cái cơn giận của mình lại. Thôi bây giờ thì chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ nhì để xem là họ có bấm nút cho nhau hay không. Hả Linh à? Xin mời. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời bạn trai. Dạ em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Hồng Vân và toàn thể khán giả có mặt ở đây. Em tên là Vũ. Em sinh năm 86, quê ở Tây Ninh.
Công việc hiện tại em đang làm là giám sát giám hạn ở bán hàng cho một công ty ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sao? Dạ em xin chào MC, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em là Nguyễn Thị Kim Vui, em ở Long Thành. Công việc của em là làm bên bất động sản. Em nay 36. Rồi em, cái điểm mạnh của em là gì mà điểm chưa mạnh là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Mua mau bán đắt hả? Dạ. Còn cái điểm yếu, điểm nhược điểm của em thì hơi nóng tánh chút xíu thôi. Tên vui mà nóng tánh hả? Cũng có nhiều khi mình cũng có nóng nóng chút xíu anh. Nổi điên lên thì làm không gì? Có nổi điên vô thì mình dịnh hơn mình nóng nóng. Dạ. Tại nhiều khi mình nói thì hai bên xảy ra chuyện nên mình tốt nhất thì mình im đi ha. Lúc mà mình hết giận mình nói chị. Còn Vũ sao? Vũ sao nè? Ưu điểm của em là em có thể làm được công việc ở nhà. Tức một phụ nữ gì mà nặng nội trợ đó thì em có thể san sẻ được những việc đó. Ngoài ra thì cái nhược điểm của em là thực sự em cũng hơi nóng tính giống như bạn bên kia. Nhưng mà em có thể là kiềm chế được cái cơn giận của mình lại. Tình duyên sao rồi? Em ly dị với ông xã em. Ly thân 2 năm, ly dị 1 năm rồi. Con em cũng lớn rồi. Con em hai bé gái. Bé gái trước 16 tuổi, bé nhỏ 8 tuổi. Trời hai, ơi! Hai đứa gái. Lớn hơn con tôi luôn trời. Em đánh nhanh rút gọn anh. Thôi con nó lớn rồi, mình cũng tìm chỗ mình dựa dẫm em ha. Để tâm sự chia sẻ thôi. Dạ. Còn bạn trai? Dạ em thì cũng một lần gãy đổ rồi. Ly hôn được cách đây khoảng 2 năm. Em có một bé gái em nay khoảng 8 tuổi. Trước đây lúc mà mới ly hôn ra đó thì em cũng không có nghĩ là mình sẽ lập gia đình nữa đâu. Nhưng mà có một thời gian em đang đi công tác ở Nha Trang á. Thì bé nó có gọi điện cho em và nó hỏi một câu là: ba ơi ba ăn cơm chưa? Ba có một thân mình, nó có ai nấu cơm đâu ăn. Thì nói là vậy thì ba không đi kiếm cái vợ đi về nấu cơm ba ăn. Thì trong thời gian đó em cũng có suy nghĩ cái gửi đăng ký coi như giờ tìm người nấu cơm ha, tìm người nấu cơm, tìm mẹ cho con. Dạ. Bé gái là ở với em hả Vũ? Dạ đúng rồi, bé ở với em mà hiện tại thì em đang công tác ở đây nên là bé ở nhà với bà nội. Cha vậy lời dữ, hai đứa mà ráp lại là ba đứa gái. Thời buổi này con gái lời á Linh ơi, nhà gái. Ông là lời nhất luôn á Linh. Gái khỏe re như bò kéo xe, khỏi phải lo cho nó chứ. Em trai muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Chỉ cần một người là đơn giản thôi. Chỉ nấu cơm thôi hả? Dạ không, nấu cơm là chuyện dễ quá, em nấu cũng được mà. Lo cho gia đình, san sẻ được những cái khó khăn, những cái buồn vui trong cuộc sống của em là được rồi. Một phụ nữ hiện đại bây giờ thì phải gọi là giỏi việc nước mà đảm việc nhà. Thế nếu như bây giờ mà hai bạn mà ráp vô rồi thêm một bé gái nữa, nghĩa là ba đứa đó. Ví dụ đi, chị nói ví dụ đi. Điều kiện kinh tế của bạn trai á chưa có thể mà cán đáng nổi em thì em có cán đáng nổi ngược lại không? Dạ nổi chị. Nổi trời ơi mạnh quá rồi. Quá bản lĩnh luôn. Đây ta đảm việc nước, đảm việc nhà luôn rồi ông ơi. Hơn anh ơi, em kinh nghiệm dài dặn lắm. Anh Vũ tên muốn bên em muốn hỏi Vũ chút xíu. Rồi hỏi đi em gái. Em chào anh. Với cái công việc của bạn bên đây á là về bất động sản thì chắc chắn là bạn này sẽ phải có những cái mối giao tiếp, những cái gọi là tiếp khách này kia nọ, nhậu nhẹt nữa đúng không em? Phải dạ, đi tiếp khách, chị. Uống bia uống rượu đúng không? Dạ. Thì là em suy nghĩ thế nào về việc đó hả Vũ? À, những vấn đề đó em không ngại đâu chị. Ý là có ghen không á? Em không ghen. Còn thì cô gái này cô muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Trước tiên á vui vẻ, tính tình phải rộng rãi. Rộng rãi đôi khi người ta khó khăn quá, ta cũng phải chắc chiêu chứ. Không, không, không chắc chiêu thì nó, nhưng mà cái tùy theo cái trường hợp anh. Ngoại hình cao 1m70, nặng 70kg. Ok chứ anh không? Anh bên đây anh cũng nhẹ nhàng ha. Cái tướng thì cũng đẹp trai nha, chứ không giỡn đâu nha. Cao không? Hả? Bên đây hơi cao à? Em mét mấy? 68 à. Anh mang giày lên 7 mấy. Anh ơi em mang dép. Không sao. Em mét nhiêu? Em có 1m56 rồi chị. Ôi trời. Em cao lén. Trời cao ơi, lén bà. Ôi đâu. Nãy giờ em tưởng là bà cao lắm, cao lén. Chào em. Dạ. Nãy giờ em nói chuyện với cái người phụ nữ bên đây á, em hình dung bạn đó làm sao? Em hình dung bạn này là một bạn rất là bản lĩnh, đơn thân mà có thể nuôi được hai đứa con mà để khôn lớn không phải đơn giản đâu. Chị nói cho em biết mà em mở rào một cái em nhìn cái bộ móng tay thôi là em biết không đơn giản rồi. Bộ móng tay dữ lắm luôn hả? Nhìn móng tay là thấy biết cào cấu rồi. Về mọi thứ đó. Cái em đi với ai ạ? Dạ em đi với lại em đồng nghiệp. Dạ con chào chú Quyền Linh và chào cô Hồng Vân. Anh Vũ làm trong công việc thì rất là năng động và siêng năng mà còn được cái tính giỏi việc nước và siêng việc nhà. Anh Vũ làm cơm rất là ngon.
Dù anh thấy chị bên đây cũng dễ thương, hợp với anh, cũng có chí giống như anh. Rồi, cảm ơn em. Em đi với ai vậy? Đi với bạn em. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào mọi người. Em thấy anh trai bên này thì là vui vẻ, có hoàn cảnh như vui. Nên em mong hai người cho nhau cơ hội. Rồi. Bây giờ tôi mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Rồi. Mở rào. Đang mua miếng đất bên đó nha. Nào thoải mái lên Vũ, vui lên, cố gắng mua được đất nào. Bắt đầu đi Vũ. Có con quạt. Dạ em cảm ơn anh ơi. Em là bên đất động sản, em tặng anh cái món quà này. Nhưng mà ở dưới em là cũng ở khu vực Long Thành, bò sữa rất nhiều. Thì em tặng anh sữa, mà khi nào mà anh thiếu sữa anh cứ kiếm em. Trời ơi. Trời ơi hay quá. Thì trước khi mà bạn mở món quà em cũng chia sẻ luôn. Món quà của em đó là gồm là hai quyển sách. Một quyển thì để dành cho gia đình trong quá trình mà nuôi dạy con cái. Một quyển là vành minh kinh doanh. Nói chung là em muốn một người phụ nữ của em là hoàn hảo. Đó nè Vũ, Vũ ra Vũ, dạ. Vũ lấy này, Vũ nói là cái nào là dành cho gia đình, cái nào là dành cho em nè. Đó, mở ra nè. Quyển sách. Anh gói kỹ quá. Rồi em cảm ơn, cảm ơn. Trong cái quá trình nói chuyện thì em thấy anh cũng cái hoàn cảnh cũng giống em. Riêng em thì cái công việc của em thì em hỏi anh là nhiều khi em phải đi ngoại giao rất là nhiều. Nhưng mà em cũng biết nhậu. Nhưng mà anh có nhậu không? Nhiều cũng... khi cái công việc của anh cũng phải có phải không? Đúng rồi. Có ghen không? Nhiều khi cũng phải ghen phải không? Ghen ở đây không phải là mình lồng lộng lên. Ví dụ như trong lòng mình cảm thấy không thích điều đó thì mình sẽ nói lại. Anh hai là khuyên là lên đây nhớ dắt rể về cho tao nha. Mà em thấy thì thôi hơn nãy giờ nói chuyện thôi anh về phê em đi. Mình thấy mình cũng có hợp phải không anh Linh ha? Hợp đó. Hỏi coi bạn gái đâu rồi hẹn tuần gặp mấy lần. Rồi bộ coi em bán đất ở đâu đi phụ cho thí dụ vậy. Chắc em chuyển qua em nghề em bán đất luôn anh. Chuyển đi em. Rồi hai chồng đi nhậu luôn. Chứ để em khỏi mất công ghen tuông. Em là trước vậy không bán đất. Em bán thứ khác không à. Mà giờ chuyển qua bán đất. Thôi giờ anh bán hăng cho anh em đi. Hỏi có bán đất không anh? Cái công việc của anh á, một công việc giám sát. Thì nói chung công việc nó không có chiếm nhiều thời gian. Bên công việc của em nó thuận lợi á, thì anh nghĩ là một tuần mình có thể gặp nhau được mấy lần. Cái công việc của em á, bên em thì nó rất là thoải mái thời gian, không có gò bó thời gian. Nên lúc nào anh hẹn hò em cũng sẽ sẵn lòng. Một tuần chạy xuống 5-6 lần quá. Cũng không xa đâu, đâu đi có qua xa đâu cũng... Nhưng mà được cái là Tây Ninh quê quả em đó. Nếu mà em với anh đến cái bước lấy nhau thì em với anh sẽ về bên anh hay là như thế nào? Tại vì trong khi đó em cũng có nhà riêng. Cái quan niệm của mình đó là không có quan niệm là buộc là phải ở rể hay là làm dâu. Cuộc sống hiện đại mà, nơi nào mà điều kiện mình phát triển được thì mình ở nơi đó thôi. Bây giờ mình giao lưu văn nghệ chút đi. Hát thì em không hát được. Em xin phép có một cái đoạn bình luận thể thao. Dạ. Xin chào quý vị khán giả. Chúng ta đang đến với trận bình luận bóng đá giữa hai đội giành cúp dép tổ ong. Với hai đội là bên đàn gái và bên đàn trai. Bên đàn trai là gồm anh Quyền Linh và anh Vũ. Bên đàn gái là chị Vui và chị Hồng Vân. Tại bây giờ đang thời điểm đang là phút thứ 90. Thời gian đang dần về những giây phút cuối cùng. Anh Vũ chuyền bóng cho anh Linh. Linh sút không vào. Súng quay ngược ra và bóng đã dội vào mông của Linh, bay vào lưới. Ghi một bàn thắng rất ngoạn mục. Bóng dội vào mông hả? Bên Quyền Linh nó bị lủng lưới. Ba dép tổ ong ngoài ngoài. Quyền Linh bóng bay ra ngoài không luôn. Không thể giữ nổi khung thành. Cuối cùng là đội của anh Quyền Linh đã giành được một chiếc cúp và phần thưởng là hai đôi dép tổ ong màu hồng với màu đỏ. Rồi em gái có bài gì hát tặng? Ca hát được. Em hát một khúc tặng anh ha. Thôi bài sôi động đi ha. Đứng lên đi. Sôi động đứng đi, đúng đi. Rồi. Đó, đó. Vũ đứng lên cùng nhún nhảy bạn luôn. Mạnh mẽ lên đó, thoải mái lên nào. Rồi mùa xuân đến khắp trời. Nhảy lên. Nắng vàng còn rồi mùa xuân đến với đời. Thì em ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sông vàng còn rồi bờ cát trắng biên chiều. Nước vàng còn một màu xanh biếc thơ nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn. Thấy không sôi động liền không?
Rồi. Bấm nút là trao duyên, là hướng tới một tương lai tốt đẹp. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Ngủ vui. Chúng ta có thể nắm tay nhau. Thôi ôm cái đi anh, khỏi nắm. Đúng rồi. Đó, thấy chưa, đó phải cá tính vậy mới được. Cô hãy hứa gì với vui đi. Anh xin hứa anh không phải là người đầu tiên đến với em, nhưng mà anh hứa anh sẽ là người cuối cùng ở lại trong cuộc đời của em. Hay quá. Hôn luôn đi em, hôn luôn. Lại ngôn tình. Chơi luôn. Ôm mà, cái này là ôm. Ôm rồi hôn. Ok. Cố gắng bổ trợ cho nhau một cái người. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Dạ em cảm ơn. Hạnh phúc nha em. Dạ. Như vậy là hai cặp đôi ngày hôm nay đã đồng ý hẹn hò với nhau. Chúc cho họ sẽ sớm tìm được hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua cổng thông tin Lớp TV hoặc là MCV Media và nhấn subscribe nhé. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Tên em là một cơn mưa dài trên dòng sông bé. Cơn mưa dài trên dòng sông bé. Trời, anh hiểu luôn á. Nhưng mà lý do sao mà em chưa muốn lập gia đình? Em mập quá giờ con gái gì ngán mỡ sao? Đúng đó, không có. Đừng có nói chưa mập ở đây. Chị em mình là nén chữ đó. Né chưa mập ra. Em muốn người bạn trai của mình cao khoảng từ 1m65 trở lên, không có bụng bầu, rồi mắt hai mí. Em đã là số 0 rồi thì em muốn tìm một người phụ nữ là số 1 để thành một điểm 10 cho toàn gia đình hạnh phúc, đúng không? Quý vị đón xem vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 trên kênh HTV7.